Đây. Rồi, ở đây ha, ở đây có những cái tâm đất nè. Đó. Nhiều quá vậy. Thống kê tùm lum đây. Rồi, ở đây ha, các bạn chọn new nè, ha. Các bạn vô trong cái danh mục bản vẽ nè, được chưa? Đó. Các bạn sẽ chọn new nha, chọn new nè, hoặc các bạn chọn cái file, được chưa? Cái file ở đây có nhiều cái template về cái khung tên nè, ha, thì các bạn có thể chọn cho nó, được chưa? Chọn cho nó và bấm bấm mở lên nè, đó. Đây, được chưa? Rồi ở phần đây ha, các bạn ở đây mình sẽ trình bày từng cái thư mục cho nó. Rồi, ở đây có mấy cái ủa sao tùm lum vậy ta? Hình hôm bữa đâu? Rồi, ở đây có mặt bằng ha các bạn. Ở đây có cái mặt bằng nha. Rồi, mình để nhầm cái khung tên ấy rồi thì mình có thể chuyển lại nha các bạn. Chọn chuyển lại nha. Đó, chuyển lại nha các bạn. Rồi, cái này từ cái này các bạn sẽ duplicate lên ha, mặt bằng trệt nè. Được chưa? Cái là A00001 nè. Thì các bạn sẽ duplicate từ cái này lên nha. Duplicate từ cái này nè. Được chưa? Cái này là duplicate duplicate chưa không có chi tiết nha. Còn cái này duplicate có chi tiết nè. Còn cái này là mình sẽ duplicate lên và thay đổi theo cái bản chính của nó. Bản bản nhỏ thay đổi theo bản 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 lớn. Được chưa? Chọn cái này cũng được. Rồi, các bạn sẽ kéo nó vào ha. Kéo nó vào trong bản vẽ nha, kéo vào trong bản vẽ nè. Rồi, ở đây mình có cái mặt bằng về cái này. Tất cả những mặt bằng nha các bạn có thể kéo nó vào. Được chưa? Kéo nó vào. Được chưa? Đó, mình sẽ kéo vào nha các bạn. Đó, các bạn sẽ kéo vào như thế này ha. Rồi, mình sẽ nhấp ở trong đây ha, mình có thể phóng to nó lên nha. Ví dụ các bạn muốn phóng to nó lên 1/25 chẳng hạn, 20 chẳng hạn, hoặc 25. Được chưa? 25 cho nó. Đó, thì các bạn sẽ phóng to nó ra ha. Chưa? Đó. Phóng to như thế này ha. Rồi, các bạn có thể nhấp vô đây hai lần nè. Các bạn có thể dùng drop view ha, drop view để mình có thể mình drop view nó lại. Đây, cái vùng ha, cái vùng này mình sẽ drop view nó lại ha. Rồi. Rồi, drop view lại nha các bạn. Đó, các bạn sẽ drop view lại như thế này. Được chưa? Đây, các bạn drop view nó lại ha. Các bạn nhấp chuột phải nè. Cho bọn thì tắt view nè. Rồi, các bạn kéo lên ha. Đó, bạn kéo lên ha. Các bạn thay đổi cho nó. Được chưa? Rồi, cái này có thể các bạn sẽ đặt tên ha. Tên này có thể trùng cái tên bản vẽ cũng được. Đây, Generic ha. General. Layout ha. Được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi, hãy trình bày xong một cái nha các bạn. Đây, thử mình thử làm nó đây nha các bạn. Thử làm nó đây nha.